HP Pavilion là dòng laptop tầm trung, trong tầm giá thì có mức giá từ rẻ đến hơi đắt một chút với đầy đủ tất cả các phiên bản khác nhau phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mỗi người. Và tuy có khá nhiều mẫu cho dù từ rẻ đến đắt, thế nhưng có một điểm không hề thay đổi chính là mức độ hoàn thiện của HP luôn ở mức tốt. Và cụ thể thì mình đang có ở đây một phiên bản HP Pavilion gần như là đắt nhất với khá là nhiều tính năng đáng để nói trong video này. Cái tên của sản phẩm thôi cũng đã nói lên tất cả, HP Pavilion X360, một mẫu laptop có thể lật ra 360 độ, biến một mẫu laptop bình thường thành một chiếc máy tính bảng theo đúng nghĩa đen. Và để làm được điều đó thì HP đã trang bị bản lề kép ở hai bên bằng kim loại, được trau chuốt kỹ lưỡng khi được mạ bóng và ưu điểm thì sẽ vô cùng đẹp, cao cấp với thiết kế tuy là đơn giản nhưng mà rất là tinh tế. Thế nhưng nhược điểm thì nó khá là dễ xước, thế nên là mọi người cần lưu ý một chút về điểm này nhé. Trong mức giá khoảng 20 triệu đồng thì không có lý do gì để HP không trang bị full kim loại cho mẫu laptop này. Mức độ hoàn thiện thì mình đánh giá ở mức đẹp. Phần logo thì logo HP được đặt ở giữa máy, in chìm và cũng được mạ bóng luôn. Và khi trải nghiệm thì mọi người có thể sờ trực tiếp vào và cảm nhận nó. Và mở máy ra thì chúng ta sẽ tiếp cận được với phần màn hình của máy. Vì đây là phiên bản X360 thì nên màn hình được phủ kính và hỗ trợ cảm ứng bằng tay hoặc là bút cảm ứng đi kèm. Đánh giá về chất lượng cảm ứng thì ở mức tốt với nhu cầu sử dụng thông thường, chất lượng hiển thị của tấm nền cũng ở mức trung bình thôi. Và máy được trang bị màn hình 14 inch Full HD tấm nền IPS. Khi đo đạc thì màn hình sẽ đạt được 61% giải màu sRGB và 48% giải màu Adobe RGB. Độ sáng sẽ đạt khoảng 250 nit. Với độ sáng này thì khi làm việc trong nhà hoặc là ánh sáng không phức tạp thì có thể đủ. Nhưng mà nếu khi mọi người ra ngoài thì mọi người cần cân nhắc một chút sao cho hợp lý. Với màn hình cảm ứng có thể xoay được 360 độ thì HP cho người dùng khá là nhiều trải nghiệm khác nhau. Mọi người có thể sử dụng như laptop bình thường, cặp kiểu tam giác hay còn gọi là dựng lều để có thể đọc báo hay là phục vụ nhu cầu làm việc, lật ngửa ra để có thể giải trí hoặc là xem phim, hoặc là gập đôi lại như chiếc máy tính bảng để có thể chơi game hoặc là thao tác dễ hơn cũng như là gọn nhẹ hơn. Và nếu như mọi người đang phân vân là không biết nên dùng bút hay dùng tay đối với màn hình cảm ứng này thì sau khi mình trải nghiệm thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng bút cảm ứng. Tại vì đối với màn hình cảm ứng này thì mọi người dùng tay sẽ bị bám vân tay khá là nhiều và việc vệ sinh một màn hình cảm ứng thì cũng khá là khó nữa. Chuyển xuống dưới phần bàn phím, như thông lệ thì bàn phím có thiết kế rất là đẹp, các phím vuông vắn cho cảm giác gõ rất là tốt, khung bàn phím bằng kim loại thì cực kỳ chắc chắn, thế nên mọi người có hóa thành anh hùng bàn phím thì cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên có một điểm mà mình mãi chưa thể làm quen được, đó chính là vị trí đặt nút nguồn kém thông minh của HP. Nút nguồn của HP Pavilion X360 phiên bản này được đặt ở góc phía bên tay phải, thế nhưng mà lại lẫn vào phần bàn phím. Nếu như không cẩn thận thì mọi người rất dễ có thể ấn nhầm vào, và mới đầu thì mình còn không thể tìm ra nút nguồn đấy ở đâu nữa. Nhưng bù lại thì HP vẫn trang bị thêm một cảm biến vân tay ngay dưới đặt cạnh logo của B&O. Nhân tiện thì nói về B&O thì trên cùng chính là giải loa được tinh chỉnh bởi B&O cho âm lượng khá là to, các giải âm cách biệt, và dù cho mọi người có bật max volume đi chăng nữa thì cũng không lo là loa sẽ bị rè. Dưới cùng thì sẽ là phần touchpad. Thực tế khi sử dụng thì mình đánh giá đây là cái touchpad cực to nếu xét trên laptop Windows. Thế nhưng mình nhận thấy có khá là nhiều vấn đề trên touchpad này. Nó cho cảm giác tracking cực kỳ tốt, thế nhưng về cảm giác gì thì không được cao và mức độ hoàn thiện thì ở mức trung bình. Và mình mong thì phiên bản tiếp theo HP có thể làm cho touchpad này tốt hơn thì đây sẽ là một lợi thế trong phân khúc. Phiên bản mình đang có ở đây được trang bị CPU thế hệ 10, được sản xuất trên tiến trình 10 nanomet, cụ thể là Core i7-1065G7 4x8 luồng. Xung nhịp cao nhất thì có thể đạt được là 3.9GHz, 8GB RAM, 512GB SSD. Với cấu hình này thì các bạn hoàn toàn có thể làm được những công việc liên quan đến Word hay là Excel rất là dễ dàng, thậm chí dùng làm Photoshop hay là thỉnh thoảng edit video cũng được. Nhưng mình khuyến khích sử dụng với nhu cầu làm việc đa dụng thì sẽ tốt hơn khá là nhiều. Và với những công nghệ khác kèm theo thì bao gồm Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, cổng kết nối cũng rất là đa dạng, bao gồm đầy đủ các cổng USB Type-A, USB Type-C, RJ45, jack cắm audio và cổng HDMI. Và cuối cùng thì theo mình thấy đây là một sản phẩm khá là đa năng, tích hợp nhiều tiện ích như vừa là laptop vừa là máy tính bảng, phù hợp với nhu cầu làm việc cũng như là nhu cầu giải trí. Và với cân nặng chỉ khoảng 1,6kg thì cực kỳ thích hợp với những công việc di chuyển nhiều mà phải mang theo laptop. Mọi người đánh giá ra sao về chiếc laptop này? Để lại phần bình luận phía dưới video nhé. Và đừng quên là like, share cũng như subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!